đã gần cuối năm 2023 rồi, thì sau cái quãng hành trình review nhà của năm nay thì đây chính là ngôi nhà mà Đăng đánh giá là đẹp nhất, với diện tích hoàn hảo nhất và đang được phân phối độc quyền trên kênh Nhật Đăng với giá trị tài sản là 38 tỷ đồng. Và chúng ta sẽ cùng Đăng trải nghiệm căn biệt thự này nha, mọi người không nên bỏ qua video này đâu. Trước hết thì chúng ta sẽ có một căn nhà với diện tích là ngang 15 và dài 23, 237m2, và diện tích sử dụng lên tới hơn 600m2. Và như mọi người thấy thì chúng ta sẽ có một cái khoảng bề ngang rất là lớn với hai hệ thống cửa. Đây là hệ thống cửa phụ, cửa tự động để dẫn xe hơi vào thẳng khu vực hầm bên dưới. Và ở không gian hầm thì vẫn có vị trí để chúng ta có thể set up thêm bàn, phòng giải trí hoặc là phòng cho cô giúp việc nếu như cần. Và quay trở lại phần mặt tiền thì cái hướng cư chính thì mình nằm bên đây, chúng ta sẽ chuẩn bị mọi người sau. Cái con đường trước nhà này của mình là đường 25m và với vỉa hè đằng trước nhà mình là 5m. Nên do đó là chúng ta có thể trồng thêm cây hoa hoặc là mình để bộ bàn như vậy nè, giống như chủ nhà này đang để sẵn. Và như mọi người thấy thì khi mà Đăng bước vào bên trong cái nhà này, từ cái phần mặt tiền của nhà thì Đăng đã có một cái cảm giác giống như là một cái áp lực nó vô hình. Nhìn cái căn nhà nó rất là kiên cố, hầm hố, nhưng nó cũng có một cái vẻ nó đơn giản. Bây giờ thường nó sẽ có cái xu hướng là quiet luxury, có nghĩa là giàu trong im lặng. Và đây chính là nó, một cái áp lực cực kỳ vô hình. Và đi vào bên trong nhà của mình thì chúng ta sẽ có một cái khoảng sân lớn, và đây là một căn biệt thự đơn lập. Nên do đó là mình sẽ có những cái khu vực sân vườn xung quanh cái căn nhà. Chút nữa chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm sau. Mình sẽ đi theo logic chút xíu. Đây là cái hướng cửa chính nè. Mình có khách thì mình sẽ mời khách đi hướng cửa này để dẫn qua khu vực sân vườn. Và mình sẽ lên những cái bậc tam cấp được sử dụng lót ở bên dưới bằng đá kim sa trung. Những cái phiến đá có thể chịu nhiệt được ngoài trời, nhưng mình bảo dưỡng nó tốt thì nó vẫn làm tăng ra cái sự bóng bẩy, bền bỉ và sang trọng cho tổng thể ngôi nhà này. Và đang nhìn thấy là hầu như những cái mảng tường ốp cao lên khoảng 3m xung quanh nhà ở phía ngoài trời á, đều được sơn hiệu ứng bê tông. Nên do đó mình xài sử dụng cái này nè. Cái nhất thi công nó rất là mắc tiền, tại nó trải qua rất là nhiều công đoạn, nhưng cái mình được đó là sự cứng cáp và nó sẽ chịu được mọi loại thời tiết khắc nghiệt luôn, và nó không có bị bám rêu, dễ dàng vệ sinh ở bên ngoài. Và chúng ta sẽ có một cái không gian chờ ngay đây. Ở không gian chờ này thì rộng rãi đủ để chúng ta có thể làm một cái bàn tròn và một cái bình hoa lớn welcome các thành viên trong gia đình về. Có một cái dịp mà đó mà cả nhà hay là mình mời đối tác đến chơi thì mình nên set up cái này, nó sẽ rất là đẹp và gây cho người ta một cái cảm xúc nó welcome tốt hơn. Như ở đây thì sẽ là một cái khoảng tường, Đăng rất là thích chỗ này, đó chính là cái đây nó che đi cái phần cầu thang bộ và thang máy ở bên trong. Và cái chỗ này thì đối với những cái nhà mà Đăng đây hay đi review cho mọi người thì thường là sẽ sử dụng những cái hệ thống lam gỗ hoặc là tủ, nhưng ở đây họ xây luôn và ốp bên ngoài là đá granite màu đen, nhìn rất là cứng cáp, nó sẽ đẹp hơn nếu như mình trưng bày những cái loại bình hoa giống như chủ nhà này đang trưng. Ở khu vực đây thì sẽ là cái tivi lớn. Thì tại sao họ đặt tivi ở đây? Mình phải quay mặt về phía này, đó chính là phần khu vực phòng khách. Đây là cái sự kết hợp giữa đá kim sa, sàn gỗ và sofa bằng vải được đặt cao hơn so với mặt bằng sàn của tầng trệt. Đứng ở đây thì mình sẽ thấy được hết tổng thể không gian ngôi nhà, một không gian cực kỳ rộng với diện tích xây dựng là 10 x 15, 150 mét sàn để xây dựng. Và như ở đây thì Đăng rất là thích cái vị trí phòng khách này, đó chính là ngồi ở nơi đây thì chúng ta có thể nhìn được tứ hướng từ phía tivi, phía khu vực sinh hoạt chung và kể cả những cái bức tường kính xung quanh để nhìn ra khu vực sân vườn ở bên ngoài. Có nghĩa là mình đứng ở đây thì mình nhìn xuống chứ mình không có nhìn lên, và nhìn xuống thì mình sẽ thấy được cái người ở đằng trước nhà, cái người ngay chỗ cái sân vườn của mình. Và ở bên đây sẽ là cái không gian để mình nhìn ra phía sân sinh hoạt bên hông nhà, thì chút nữa mình di chuyển sau. Và đây đó chính là cái mà Đăng rất là thích ở ngôi nhà này, đó là tuy làm cái không gian được làm xuyên suốt với nhau ở không gian tầng trệt, nhưng phòng khách, bàn ăn, bếp,
hầu như đều được điểm nhấn và nó cách biệt nhau hết nha mọi người. Đó chính là cái phần thảm sàn ngay đây, thảm gạch chứ đang xin lỗi. Đó, họ làm như vậy để chia cắt ra cái khu vực bàn ăn đã được chỉ định ngay đây. Ở khu vực bàn ăn này thì phía đối diện đó chính là cầu thang và thang máy, và bên đây đó chính là cửa để đi ra ngoài sân vườn bên ngoài. À, mọi người muốn ra sân vườn trước hay là vào bếp trước? Thôi, đi theo Đăng đi vào bếp trước đi. Đi vào bếp thì nó cũng sẽ được cắt thay đổi cái vật liệu để tạo nên được cái cảm xúc. Và Đăng thấy cái cách làm như vậy nó cũng rất là hay. Tại vì không gian bếp là nơi tiếp xúc giữa nước nhiều nè, nên do đó là họ đã sử dụng những cái gạch mang gạch đá mang tông màu tối chút xíu so với cái phần gạch 80 bóng kính màu trắng ở không gian sinh hoạt. Nơi đây chúng ta sẽ có một cái không gian bếp nó cực kỳ rộng rãi luôn, và đang chắc chắn là các chị em phụ nữ nhìn cái không gian bếp này thì ai cũng phải siêu lòng, đúng không ạ? Hãy bình luận và ý kiến mọi người ở bên dưới cho chúng ta cùng trao đổi tiếp nha. Và trong không gian bếp này thì nó có một cái sự bề thế, nhưng nó cũng được thiết kế đi bởi cái phần tường kính được bao bọc xung quanh để lấy ánh sáng tự nhiên vào bên trong nhà. Và cái tường kính này nó cũng được set up, nó có chủ đích nha mọi người. Thì chút nữa ra ngoài sân Đăng sẽ chia sẻ mọi người tiếp. Nhưng ở đây mình sẽ quay lại cái khu vực bếp. Và tất cả những thiết bị bếp được sử dụng bằng háp lơ nè. Và những cái gỗ này là gỗ an cường với chất lượng hoàn thiện rất là tốt, bật mí với mọi người luôn. Đây là một căn nhà được xây dựng, cái tiền xây và hoàn thiện nó không là 18 tỷ đồng và được xây cách đây 2 năm. Hầu như nội thất bên trong nhà từ nội tới ngoại thất đều còn rất là mới và đạt cái chất lượng. Nói chung là trong nhà thì có chị giúp việc đó, nên là hầu như những cái đồ bên trong đây đang cảm thấy đang đánh giá là nó tốt, rất là ok, rất là chất lượng luôn mọi người. Và cái gã đây là những cái tấm đá bếp được sử dụng bằng đá terrazzo. Đây là một cái loại rất là mắc, nó khoảng tầm 4 triệu mấy một mét. Đang nhắm toàn bộ khu vực bếp này khoảng đâu đó gần 100 triệu tiền đá đó. Và chúng ta sẽ có một cái lối di chuyển ra phía sân sau bằng hướng cửa. Ở chỗ này thì sẽ là cái phòng cho người lớn tuổi, hoặc là ví dụ nhà mình có giúp việc đi thì mình vẫn có thể cho các cô, các chú ở đây. Ở đây thì mình nhìn ra thì mình sẽ có một cái ô cửa sổ này. Và cái phần mà sân vườn bên hông cũng đã đạt được hiệu suất khi mà đã dẫn ánh sáng vào bên trong phòng này. Tất cả các chi tiết bên trong nhà, trong phòng đó, đều được sử dụng bằng máy lạnh trung tâm đó nha mọi người. Đúng là rất là chịu chơi, chủ nhà này cực kỳ chịu chơi. Và chúng ta vẫn có toilet riêng cho cái phòng này. Cửa thì đều được sử dụng bằng là gỗ đỏ hết. Cửa gỗ đỏ nguyên khối. Cái cửa rất là lớn, đốt cửa cực kỳ lớn. Và thôi, đang biết là các cô chú mà đang xem thì rất là thích cái khoảng sân vườn, thì từ cái lối bàn ăn mình có thể di chuyển ra phía sân vườn bên ngoài. Ra tới ngoài đây thì hầu như những cái không gian đều được có một cái phần tỷ lệ cây xanh rất là hợp lý, vừa là cái nơi sinh hoạt và chúng ta vẫn có thể trồng cây, mình ngắm cây, tiếp cận với thiên nhiên. Và nếu như nhà mình mà có mấy cháu nhỏ nhỏ thì nơi đây chắc là nơi thích hợp để mấy cháu có thể chơi hay là mình thể thao gì đó. Và đây mình có cái cây xoài rất là bự nè, cao, cây trái mọc xum xuê, và những cái khoảng lớn để chúng đủ sức để chúng ta để một cái phản bự ngay đây. Mọi người đang xem video này với giá trị là 38 tỷ đồng còn thương lượng, thì chúng ta sẽ đi kèm nhà và tất cả nội thất cao cấp ở bên trong nha mọi người. Ở đây quay trở lại cái vấn đề, chúng ta sẽ có một cái tường đi lên và ở bên trên sẽ là những cái tấm nhựa giả gỗ với tông màu tối. Nó làm cho cái không gian này nó có cái sự mát mẻ, nhưng ánh sáng nó đến từ cái phần tường bên hông với những thanh lam bằng sắt nè, và ở đó đều được bọc kính và ánh sáng này nó sẽ dẫn được ánh sáng tự nhiên vào thẳng không gian bếp luôn. Ở nhà này vào buổi sáng mọi người không cần phải mở thêm bất cứ một cái bóng đèn nào, mà nhà nó cũng rất là sáng và nó không hề bị nóng nực nha mọi người. Tại vì tất cả những cái tường bên trong nhà này của mình, ngoài mình sơn cái hiệu ứng bê tông vừa sạch sẽ ra, thì hầu như tường này là tường 200-300 hết, nên là ngôi nhà nó sẽ chịu được tất cả mọi loại thời tiết khắc nghiệt rồi luôn. Kể cả là nó sẽ đem được cái sự kiên cố trường tồn cái thời gian. Và đây là một cái nhà mà chủ nhà họ làm để ở chứ không phải là làm để kinh doanh đâu. Nên đang thấy là hầu như những cái chi tiết như là cái phòng xông hơi thì cũng đã được set up
ở bên trong nhà để phục vụ nhu cầu đời sống của họ. Và ở đây chúng ta sẽ có toilet ngoài đây và một cái bếp nóng. Cái bếp nóng này nó phục vụ cho cái việc là cái cô giúp việc có thể nấu nướng ngoài đây những cái món ăn mà nó nặng mùi chiên nấu gì đó mà không làm ảnh hưởng tới cái cảm xúc khi của gia chủ ở bên trong ngôi nhà. Đây, một căn xong lập thì chắc chắn là sân vườn nó sẽ rộp xung quanh nhà. Cái cửa phụ để mình vào trong không gian phòng khách. Và cái cửa phụ này nó cũng không đối cửa với lại cái hướng cửa chính. Hầu như đang thấy là mọi cái không gian bên trong đây đều được tính toán rất là kỹ lưỡng về khi mà đang đứng đây á nha, là khi nhìn ra ngoài vẫn mình vẫn tiếp xúc với lại ánh sáng môi trường ở bên ngoài, nhưng mà mình cũng sẽ không có thấy được cái người đang đứng trước cái cổng của mình. Và họ ở ngoài đó thì chắc chắn là họ sẽ cũng không có thấy được những cái hành vi đang sinh hoạt bên trong đây. Thiết kế tuyệt vời. Rồi chúng ta sẽ cùng đi lên lầu. Đây là thang máy nè, mình sẽ đi thang bộ trước đi. Thang bộ này thì sẽ có một lối để dẫn xuống phía dưới hầm. Và hầu như những cái cầu thang này đều được xây với thang vòm. Và nếu mà đứng đây mình nhìn lên, mình sẽ thấy những cái khối kiến trúc hình vòm rất là đẹp. Thật sự ra thì nếu mà nhà có thang máy thì cũng ít ai xài thang bộ lắm. Nhưng mà ở đây thì cái phần thang bộ này nó vẫn thực dụng, bởi mình có thể di chuyển được và cũng làm tăng lên được cái vẻ đẹp và cái sự cứng cáp cho ngôi nhà. Và xung quanh thang thì được sử dụng bằng là kính mờ, nên chúng ta sẽ có thêm cái ánh sáng tự nhiên từ phía bên hông ngay đây. Những cái chi tiết đá, cầu thang hay là gỗ đều được sử dụng bằng những cái loại tốt nhất như là gỗ đỏ, kim sa trung. Và những thanh sắt này cũng được làm mỹ nghệ rất là đẹp nha mọi người. Không gian tầng 1, khi mà bước lên từ thang máy và cầu thang thì chúng ta sẽ có một cái khoảng chờ ngay đây rất là lớn. Và chỗ này thì mình có thể để giống giày, hoặc là mình làm thêm một cái phòng khách cho hai không gian phòng ngủ dưới đây. Mà đang nghĩ là với cái layout rất là đẹp ở tầng 1 rồi thì cũng không ai phải lên đây làm phòng khách hết. Nên là cái việc mà bố trí piano hay là để một cái giọng lớn ở đây thì là rất là hợp lý. Và bên hông thì sẽ là một cái ban công để nhìn ra phía bên ngoài. Đây là anh chỉ cho mọi người nè, nhà của Lý Hải vậy đó. Ca sĩ Lý Hải mình chọn đời bên em á. Ngay đó, nhưng mà giá này bán thì rẻ hơn Lý Hải chắc không phải chục tỷ á. Hầu như bên hai bên hông này cũng được sử dụng trang trí bằng gỗ nhìn cũng rất là đẹp. Tôi nghĩ là với 600m² sử dụng bên trong ngôi nhà này là mới xây dựng thì tất cả các phòng nào cũng là phòng master cho mọi người, nên chúng ta sẽ không có cái khái niệm là phòng nhỏ phòng to đâu. Và ở đây là phòng của cô chủ nhà, một căn phòng được set up theo phong cách riêng của cô với những cái đồ nội thất nhìn nó rất là sang trọng luôn mọi người. Những chi tiết như là giường đều được sử dụng bằng gỗ nè, và hầu như được sơn giống như kiểu mạ vàng vậy. Bên đây nó còn thêm cái dạng mà kính nữa, nó kiểu nó quý tộc. Và ở đây một bàn trang điểm theo cái sở thích của cô nữa thì cũng rất là đẹp nha mọi người, nhìn nó cực kỳ sang trọng luôn. Và cũng máy lạnh là trung tâm, thương hiệu Daikin. Hết nguyên cái nhà này luôn đều là máy lạnh trung tâm hết. Rồi mọi người cũng sẽ thấy được là nội cái tiền máy lạnh không đã vài trăm triệu rồi, chứ mình đừng có xét thêm những cái khác nữa. Nhôm thì cũng được sử dụng bằng là nhôm nhập khẩu dày 2 ly hết, phụ kiện loại 1 đó nha mọi người. Và phòng cô chủ thì vẫn có một cái khoảng ban công để mình nhìn ra phía bên ngoài với cây xanh. Ngoài đây thì cũng còn có trồng những cái cây theo cái sở thích của chủ nhà này. Ở bên trên thì mình cũng có cái hiên để lấy ánh sáng. Khi mà mình đóng cái cửa phòng này lại thì mọi không gian bên trong phòng đều yên tĩnh và ở trong đây rất ấm áp. Ở bên dưới thì được sử dụng sàn gỗ. Và chúng ta sẽ có một cái cửa phụ để dẫn qua phía cái walk-in closet riêng của cô. Ở trong đây thì tủ quần áo đều đầy đủ hết. Và toilet thì được đặt lịch sự ở đây. Và như mọi người thấy thì toilet cũng rất là rộng và được trang trí với những cái phím đá ốp tường là đá 61m2 hết nha mọi người. Phối màu cũng rất là đẹp, màu đen, màu trắng nè. Và những cái tủ này đều được sử dụng bằng tủ sự bằng đá hết, đẹp. Thiết bị vệ sinh thì toàn bộ là total. Và đây là căn phòng thứ hai tại tầng 1. Đây mọi người sẽ nhìn thấy rõ là tất cả các phòng trong nhà mình đều được sử dụng bằng là gỗ đỏ nha mọi người.
À, cái cửa, cái đốt nè, cái đốt ở tầng 200, cái đốt nó phải rất là lớn, mà cái cửa này nhiều khi nó cũng phải mất cái đốt rồi nữa. Chứ cái cửa thì mình sẽ không có nói về cái giá trị của những cái cửa này. Và đây là căn phòng thứ hai, thì căn phòng thứ hai này anh chị thì có cháu nhỏ nên là nó sẽ set up theo cái kiểu phong cách khác. Và cái việc mà mình sử dụng những cái gỗ công nghiệp như thế này á, thì cái chủ nhân mới khi mà họ sở hữu và họ có muốn set up lại thì nó cũng rất là dễ nha mọi người, không hề khó. Và như đang thấy thì mọi nội thất như là giường nè hay là ốp tường nè, nó cũng còn rất là mới và tốt. Đây là chỗ để tivi và nó vẫn có một cái layout giống như phòng cô ở bên kia, nó được ngăn cách bởi một cái cửa phụ thôi để dẫn vào cái walking closet ở bên trong. Ở trong cái chỗ này thì sẽ là tủ quần áo rất là rộng rãi và cũng sẽ có cửa để dẫn vào cái toilet ở bên trong. Thì đang thấy là tùy theo tính cách của mỗi người á, nên là anh chị thì cũng sẽ sử dụng cái vật liệu khác là những cái cửa, còn cô cũng sẽ sử dụng những cái vật liệu khác. Thì hầu như cái người thiết kế ngôi nhà này đều tập trung vào cái sở thích của chủ nhà hết, nên là mọi không gian nó đều có một cái khác biệt, nhìn nó cũng rất là hay. Nhưng những cái vật liệu gạch ốp nè, hay là kể cả những cái phiến đá 60m2 này ở bên trong toilet này, và kể cả những cái thiết bị vệ sinh đến từ thương hiệu Toco thì được đều sử dụng một cách nó đồng nhất với nhau. Và hẹn gặp mọi người tại tầng 2, cái phần cao nhất của ngôi nhà. Nào bây giờ chúng ta sẽ đi thang máy lên. Thang máy bên trong này cũng rất là rộng và được sử dụng bằng những cái phần ốp bằng kim loại sạch sẽ, kính, nhìn nó sáng sủa. Và đây là thang 630kg dành cho 9 người, một cái thang rất là lớn. Ngoại cỡ nó gần gần luôn cái bằng cái thang của một cái tòa nhà chung cư mini luôn đó mọi người. Và khu vực cao nhất của ngôi nhà thì tràn ngập ánh sáng bởi những cái ô cửa kính ở ngoài. Nhưng mà ở lên đây đang thấy nó khi mà đang bước lên, cái cảm giác đầu tiên của Đăng đó là nó không hề bị nóng nha mọi người. Và ở khu vực trên này thì trước hết chúng ta phải đi đằng sau trước. Đằng sau thì sẽ là một cái phòng ngủ nữa dành cho con gái chủ nhà. Bên trong phòng thì cũng rất là rộng rãi, tủ quần áo thì đầy đủ, có bàn học màu hồng cực kỳ xinh. Và toilet thì được đặt ngoài đây với một cái bồn tắm cực kỳ rộng cho cháu. Ngoài đây thì sẽ là sân phơi, mình sẽ có lối đi để di chuyển lên phía mái nhà, nơi bảo dưỡng, bảo trì những cái thiết bị hoạt động trên đó, chẳng hạn như là máy năng lượng mặt trời, bồn nước. Và chúng ta sẽ có không gian thờ rất là lớn phía ngoài này, với những cái ô cửa sổ thì cũng được sử dụng bằng những cái tấm rèm bằng gỗ, nhìn nó rất là tạp với cái tông mà theo kiểu phòng thờ trang nghiêm. Nhưng mà chúng ta mở hướng cửa chính này ra thì sẽ đón không khí và ánh sáng ngoài đây bởi cái phần sân thượng rất là lớn ở chỗ này. Căn nhà này hiện tại bây giờ đang có là 4 phòng ngủ. Và nếu như mọi người muốn làm thêm phòng thì ở khu vực hầm thì vẫn có chỗ để mình làm. Và ở trên đây thì hầu như những cái đà này thì ảnh cũng đã làm sẵn. Tại vì cái thiết kế ban đầu á, là ảnh cũng muốn làm một cái phòng ở trên đây, nhưng mà ảnh muốn dành cái không gian cho con cái ảnh chơi nhiều hơn nên là ảnh chưa có làm cái này. Nhưng mà nơi đây thì sẽ đáp ứng được một cái phòng ngủ nữa nếu như mọi người muốn làm nha. Nó không hề sai hiện trạng đâu, tại vì hoàn công thì hầu như họ cũng đã hoàn công hết cái khu vực này rồi. Và đây chúng ta sẽ nhìn được view trực tiếp ra phía bên ngoài. Ở đây thì mình sẽ thấy rõ hơn được cái hình vòm màu tròn ở phía bên trên và những cái hệ thống lam xay được ốp bên ngoài là bề mặt nhựa giả gỗ với cái tông màu là tông màu nho á. Nhìn nó vừa cứng cáp sạch sẽ nhưng nó cũng làm tăng lên được cái tính hiện đại cho tổng thể không gian này. Và đứng ở đây thì đây là cái hình vòm nè. Đứng ở dưới á, mình nhìn lên cái vòm nó rất là nhỏ, mọi người lên đây thì mình thấy cái vòm nó cực kỳ lớn luôn. Cái vòm này là nơi tiếp xúc ánh sáng, vừa cái chỗ này nó không có bị nước mưa chảy vô nhiều nè, và nó cũng sẽ vừa lấy ánh sáng cho tổng thể không gian trên đây luôn. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm xong một căn biệt thự với diện tích là ngang 15 và 23, 238m2 và diện tích sử dụng lên tới 600m. Ngôi nhà này thì nằm hướng bắc trên trục đường chính rộng 25m trong khu dân cư Đại Phúc ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và đang được bán độc quyền trên kênh Nhật Đăng với mức giá là 38 tỷ đồng còn thương lượng để lại nội thất. Thì Đăng nghĩ là nếu như mọi người đã xem tới cái phút này ở trong video rồi thì chắc chắn là mọi người cũng đang rất là quan tâm ngôi nhà này
và đang sẽ chia sẻ thêm một vài thông tin. Đây là một căn biệt thự nằm trong trục đường lớn nhất tại khu dân cư Đại Phúc, với view trước nhà là view sông. Nên từ đó chúng ta sẽ có được thừa hưởng những cái không gian nó yên tĩnh, nó an ninh. Và ở trong một cái khu dân cư với mật độ dân trí cao và hiện hữu hầu như cũng đã hết rồi. Và trong cái khu này nếu mà mình nhìn qua camera flycam thì mọi người sẽ thấy được là bờ sông, công viên, trường học thì cũng đã được hình thành. Ở nơi đây được thừa hưởng những cái khoảng xanh rất là lớn, nên đó nó sẽ tạo nên được một cái không khí nó trong lành, mát mẻ cho chính cư dân trong khu Đại Phúc. Và từ ở vị trí này thì mình di chuyển cũng rất là thuận tiện, đi trên trục đường Phạm Hùng ra Nguyễn Văn Linh thì mình có thể tới Phú Mỹ Hưng để mình sử dụng những tiện ích cao cấp như là trường học quốc tế, trường Remit, bệnh viện Pháp Việt và những cái trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh đang hiện hữu sẵn ở tại Phú Mỹ Hưng. Và ở đây thì mình ra phía quận nhất, quận 5, quận 10 thì cũng không hề kẹt xe, và mình di chuyển ra thì khoảng tầm 6-7 cây rồi nha mọi người. Và đang thấy là những cái trục đường mình đi rất là thuận tiện và thoải mái để đi xe hơi, chứ nhà này thì chắc chắn người mua sẽ không có xe máy đâu mọi người. Và thôi, quay trở lại thì đang đánh giá đây là một ngôi nhà mà đang nghĩ là được xây dựng 2 năm rồi, nhưng cái nội ngoại thất bên trong đều được làm rất chỉnh chu và cẩn thận. Mọi cái yếu tố bên trong ngôi nhà đều đạt được cái chất lượng tốt nhất như một căn nhà mới vậy đó. Và cái chất lượng xây dựng thì cũng rất là kiên cố để cho mọi người có thể vào và sử dụng được ngay. Toàn bộ nội thất này thì cũng sẽ được để lại cho chủ nhân tiếp theo coi như là một cái tấm quà tặng. Tại vì thật sự là nói chuyện với cô chủ nhà thì cô cũng có một cái tâm huyết cho cái ngôi nhà này, nên hầu như là cô cũng sẽ lựa chọn được cái người khách hàng nào mà họ sẽ yêu thích cái ngôi nhà, từ cái việc bố trí ánh sáng cho đến nội thất bên trong để tặng lại cho cái người yêu thích đó. Và thôi, clip này cũng dài rồi thì xin phép xin được chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Nhớ subscribe cho kênh và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video tiếp theo của chúng tôi. Tôi là Hải Đăng, xin chào.